Mới đây, chuyến bay VN186 khởi hành từ Đà Nẵng, Hà Nội đã phải dừng khẩn cấp vì hai hành khách nói chuyện với nhau về việc cất súng trong hành lý. Trước hành động thiếu suy nghĩ này, lãnh đạo cảng vụ hàng không miền Trung cho biết hai hành khách có thể đối mặt với hình phạt cấm bay có thời hạn. Lãnh đạo cảng vụ hàng không miền Trung cho biết đã báo cáo Cục Hàng không vụ việc hành khách nói súng ở đâu khi ngồi trên máy bay. Vị này cho biết hai hành khách trong vụ việc đối mặt với hình thức xử phạt từ nhà chức trách hàng không trong đó không loại trừ khả năng bị cấm bay có thời hạn. Hành vi của hai người này đã khiến chuyến bay tại sân bay Đà Nẵng dự kiến khởi hành lúc 19h25 phải tạm dừng cất cánh và đến 21h50 mới có thể khởi hành để đi Hà Nội. Lãnh đạo đoàn tiếp viên cho biết, cách xử lý của tổ tiếp viên nằm trong chương trình huấn luyện. Khi hành khách có phát ngôn uy hiếp an ninh, an toàn, dù không nói trực tiếp với tổ bay mà chỉ nói bưng cua, tiếp viên cũng đều phải xác minh và báo cáo cơ trưởng. Cho ý kiến cho rằng, cách xử lý của tiếp viên có thể khiến hành khách gặp phiền toái. Vị này cho biết, an toàn và trải nghiệm hành khách đều là hai yếu tố ưu tiên hàng đầu. Nhưng trong tình huống phải lựa chọn, các tiếp viên vẫn sẽ đặt yếu tố an toàn cao hơn. Vị này nói, không thể vì một cây mà đốt cả cánh rừng. Theo báo cáo của Cảng vụ, tối ngày 7 tháng 11 tại sân bay Đà Nẵng, khi chuyến bay VN-186 chuẩn bị cất cánh từ Đà Nẵng đi Hà Nội, hai hành khách trên máy bay đã nói chuyện với nhau về việc có súng trên máy bay một người hỏi súng ở đâu, người kia chỉ vào chiếc túi bên cạnh mình và nói ở trong này. Khi tiếp viên hàng không hỏi lại, hai người này cho biết chỉ nói đùa. Tuy nhiên, cơ trưởng chuyến bay đã yêu cầu dừng cất cánh, liên lạc thông báo cho đài không lưu và gọi lực lượng an ninh hỗ trợ. Lực lượng an ninh sân bay Đà Nẵng đã kiểm tra lại toàn bộ hành lý và hành khách trên chuyến bay nhưng không phát hiện vũ khí.